Chào các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp phần B lớn là phần dự toán công trình. Tôi dành 1-2 phút để tôi ôn lại cái bài cũ một chút là ở phần A lớn. Trước thì chúng ta đã trải qua 5 bài học là hệ thống định mức và đơn giá do các đơn cơ quan nhà nước họ công bố, họ ban hành. Thì chúng ta được học 5 bài học. Bài thứ nhất là bảng giá vật liệu. Tôi đang dẫn chúng ta rất là kỹ về bảng giá vật liệu gốc, giá vật liệu thông báo, rồi giá vật liệu hiện trường xây lắp, giá vật liệu đến hiện trường xây lắp, bao gồm cái việc là tính toán cước vận chuyển bằng ô tô này, bằng tàu thuyền này, rồi bằng gánh bộ thủ công này, ví dụ bằng gánh bộ, bằng xe cải tiến, bằng xe cua kít, vân vân. Rồi bài số 2 thì chúng ta đã học về cái bảng giá nhân công. Chúng ta tính đơn giá nhân công theo thông tư của Bộ Xây dựng, ví dụ như là tính đến thời điểm đầu tháng 2 năm 2019 thì chúng ta vẫn sử dụng thông tư 05 năm 2016 của Bộ Xây dựng để chúng ta tính đơn giá nhân công. Và tiếp theo ở bài học số 3 thì tôi đã hướng dẫn chúng ta phần bảng giá ca máy. Thì phần bảng giá ca máy này tôi đã hướng dẫn cái việc mà tính toán chi tiết một cái đơn giá, để tính toán một cái đơn giá ca máy, ví dụ máy trộn bê tông chẳng hạn này, máy đầm ban chẳng hạn này, hay là máy xúc, máy ủi, máy làm đất vân vân chẳng hạn. Chúng ta tính được 5 thành phần như là tiền chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu năng lượng, rồi chi phí lương thợ lái máy, rồi cuối cùng là chi phí khác. 5 thành phần đó cộng lại với nhau để chúng ta tính được là đơn giá ca máy. Cũng như là bài học số 4 thì chúng ta được hướng dẫn rất kỹ về cái hệ thống định mức do các bộ xây dựng, bộ giao thông, rồi bộ nông nghiệp phát triển nông thôn vân họ công bố. Ví dụ như là Bộ Xây dựng họ công bố các bộ định mức, phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát, phần sửa chữa. Ví dụ phần xây dựng thì mã đầu A chẳng hạn này, lắp đặt đầu B, khảo sát đầu C, sửa chữa đầu S, SC, SC là viết tắt của sửa chữa đấy ạ, vân vân. Và cuối cùng trong cái phần A mà chúng ta được học đấy ạ là bài học số 5 là về hệ thống các cái bộ sách đơn giá xây dựng trình do các tỉnh công bố. Cụ thể là Sở Xây dựng họ tính toán, họ in ấn, họ công bố bộ sách đó. Thì chúng ta đã được học cái hệ thống đơn giá xây dựng trình phần xây dựng, đơn giá xây dựng trình phần lắp đặt, phần khảo sát, phần sửa chữa vân vân. Đấy. Thì như vậy là dựa trên nền tảng của cái phần mà chúng ta đang học là phần A là phần hệ thống định mức và đơn giá. Thì bây giờ dựa trên cái nền tảng đó chúng ta sẽ sử dụng nó để chúng ta học tiếp phần B lớn là phần dự toán công trình. Đấy. Thì tiếp theo bài số 5 thì bây giờ chúng ta đi bài số 6, cũng là cái bài học đầu tiên trong phần B lớn là của dự toán công trình. Thì bài số 6 này thì tôi tập trung vào cái việc hướng dẫn chúng ta để biết được cái bảng tiên lượng công trình. Có người gọi là bảng khối lượng công trình, có người gọi là bảng dự toán, từ tạm gọi là bảng tiên lượng, viết tắt là bảng tiên lượng. Vâng. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu qua 3 vấn đề. Một là bảng tiên lượng là gì. Thứ hai là chúng ta sẽ học cái cách đo bóc, cái phương pháp đo bóc tiên lượng. Hiện nay là đầu tháng 2 năm 2019 thì chúng ta vẫn theo cái quyết định số 451 năm 2017 do Bộ Xây dựng họ công bố. Và cuối cùng là chúng ta sẽ thực hành cái việc là tra công tác, rồi là đo bóc tiên lượng trong phần mềm dự toán G8. Thì tôi cũng nói thêm một chút là phần mềm dự toán G8 là một trong phần mềm rất là mạnh, nhưng mà nó rất là dễ sử dụng. Mạnh, nhiều tính năng nhưng mà rất dễ sử dụng, như là Excel vậy thôi, rất là dễ sử dụng. Và được sử dụng trên cả nước, cả 3 miền Bắc Trung Nam, rồi là các sở xây dựng, sở giao thông, sở nông nghiệp, rồi các ban quản lý dự án, các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn, đơn vị quản lý dự án, rồi các nhà thầu, họ sử dụng rất là phổ biến. Nó gần như là chúng ta dùng Excel vậy, rất phổ biến, ở đâu đâu cũng chúng ta hay dùng. Do đó chúng tôi sử dụng phần mềm dự toán G8 để mà hướng dẫn chúng ta tra công tác, rồi là đo bóc tiên lượng cho thuận tiện. Đấy. Bây giờ chúng ta đi vào phần đầu tiên là bảng tiên lượng là gì. Bây giờ chúng ta nhìn trên màn hình chúng ta thấy ạ. Thì có một cái bảng tên là sheet, của là sheet công trình. Thì là bảng dự toán công trình hay là bảng tiên lượng công trình. Đấy. Thì sau này khi chúng ta làm thực tế đó thì độ khoảng 70% thời gian, 80% thời gian là chúng ta sẽ phải làm việc trên cái bảng tiên lượng này. Đấy, bảng dự toán công trình này. Thế còn thì 30% còn lại là chúng ta làm những cái việc như là áp giá thông báo vật liệu này, rồi là đưa đầu vào, ví dụ mức lương đầu vào bao nhiêu, rồi giá xăng dầu bao nhiêu, xong rồi phần mềm nó sẽ tính ra đơn giá nhân công, tính ra đơn giá ca máy ở đây. Đấy, đơn giá ca máy ở đây.
rồi là chúng ta tính tổng hợp vật tư chênh lệch giá, rồi là tính giá tổng hợp, tính tổng hợp dự toán chi phí dựng. Ví dụ công trình này làm tròn ra là 120, gần 122 tỷ đấy, chẳng hạn như vậy. Hoặc là các đơn nhà thầu xây lắp thì chúng ta tính là chiết tính, rồi tính dự thầu, xem công trình đã ra bao nhiêu tiền, từng đầu việc một bao nhiêu đấy, rồi là chúng ta tính cái dự toán gói thầu, xem là cả cái dự án này là tất cả các chi phí cho một cái bài thầu là bao nhiêu đấy, chẳng hạn 155 tỷ, 142 triệu đây chẳng hạn, ví dụ thế. Thì 23% còn lại là chúng ta kích sang đây, kích sang đây, rồi chúng ta đặt giấy máy in để chúng ta in. Chúng ta đặt giấy máy in, có thế thôi. Đó. Thế thì tôi quay trở lại cái chủ đề chính của chúng ta là bảng tiết lượng. Vậy thì tại sao cái bảng này nó chiếm thời gian nhiều như vậy? Thì nó có lý do của nó. Bây giờ trước tiên chúng ta ghi một cái định nghĩa rất đơn giản về cái bảng tiết lượng đã. Bảng tiết lượng công trình là bảng thể hiện các công tác có trong một công trình. Đấy, như vậy định nghĩa của tôi rất đơn giản để chúng ta thực hành cho dễ nhớ, là bảng thể hiện các công tác có trong một công trình. Rất đơn giản như vậy thôi. Và lưu ý ở đây, xin bảo ngoặc lại là tôi sẽ sử dụng một đơn vị là một công trình ra để hướng dẫn, cho nên tất cả các việc tính toán đều xoay quanh một công trình. Đấy. Đó. Thế bây giờ cái cấu trúc của cái bảng tiết lượng nó gồm cái gì? Chúng ta xem trên màn hình rồi chúng ta. Thứ nhất là số tự. Số tự, chúng ta đánh số tự từ 1 trở đi, 2, 3, 4, 5, 100, 150, 1000, vân vân. Tiếp theo là mã số của đơn giá này, tên công tác này, đơn vị tính này và đơn giá vật liệu công máy. Đấy. Nói đơn giá vật liệu công máy thì chúng ta thấy mã tên đơn vị này và ba của đơn giá này. Thì hình như đâu đó chúng ta đã học ở bài học số 5 về hệ thống các cái đơn giá do các tỉnh, thành phố họ công bố. Đơn giá phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát đúng chưa? Thì nó cũng có các thông số về mã công tác, tên công tác, đơn vị tính và ba của đơn giá vật liệu công máy. Thì chính xác, tôi nhắc lại một chút, cái đó là nó nằm ở trong chính cái quyển bộ sách đơn giá các tỉnh như sau. Tôi ví dụ, lấy ví dụ là đơn giá xây công trình tỉnh Điện Biên phần xây dựng năm 2017 là đơn giá số 130. Đấy, đơn giá số 130 năm 2017 do Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên họ công bố. Thì chúng ta thấy ạ, đây tôi mở một cái phần đây, chương 5 công tác xây gạch đá thì cũng có gì ạ? Xây móng bằng đá hộc thì có mã hiệu này. Đấy, rồi có tên các đầu việc này, đơn vị tính này, đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công và đơn giá máy. Có công tác có đơn giá ca máy, ví dụ đây. Và cột cuối cùng này là tổng của đơn giá vật liệu và công máy. Thì chúng ta không quan tâm nhiều có đơn giá tổng làm gì cả. Chúng ta quan tâm đến chi tiết đơn giá vật liệu bao nhiêu, nhân công bao nhiêu, máy bao nhiêu. Đó thì 6 thông số mã, tên, đơn vị và ba của đơn giá này sẽ chính là 6 thông số ở đây, mã tên đơn vị, đơn giá vật liệu công máy. Điều đó có nghĩa là gì? Khi chúng ta bắt đầu bóc tiết lượng thì chúng ta sẽ phải gì ạ? Chúng ta dựa trên các cái hồ sơ thiết kế hoặc là bản vẽ hoàn công hoặc là hồ sơ mời thầu để chúng ta tìm ra các cái đầu việc này. Tức là chúng ta phải tìm ra cái mã này. Đấy, và sau đó chúng ta tra cái quyển sách do tỉnh công bố. Quyển sách đơn giá của tỉnh công bố để chúng ta tra ra được là đơn giá vật liệu bao nhiêu, đơn giá nhân công bao nhiêu và đơn giá máy bao nhiêu nếu có. Ở đây trong công tác có máy đây, thì chúng ta sẽ đưa ba cột đơn giá vật liệu công máy này qua ba cột này. Đấy. Tất nhiên là cái tên và cái đơn vị, cái mã thì chúng ta lấy từ sách ra. Sau đó thì cái tên này chúng ta sẽ điều chỉnh lại cho nó phù hợp với cả cái tên mà trong công trình của chúng ta thực tế. Đó. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là các thông số chính ở đây, mã tên đơn vị và đơn giá là chúng ta lấy y nguyên như sách đơn giá do tỉnh công bố. Đấy, y nguyên là như vậy. Tiếp theo, thông số thứ ba là khối lượng công tác. Thì khối lượng này sẽ phân ra làm ba loại. Thứ nhất là đối với cả đơn vị tư vấn thiết kế. Đấy, thì cái khối lượng này sẽ được đo bóc từ bản vẽ thiết kế, ví dụ bản vẽ về hồ sơ thiết kế, về kiến trúc, về kết cấu, về điện nước, rồi về phòng cháy chữa cháy vân vân. Thì chúng ta sẽ dựa vào các cái kích thước trên bản vẽ để chúng ta đo bóc cái tiết lượng ra. Và cái diễn giải khối lượng có thể đo bóc, có thể đưa đây. Thì lát nữa đến phần thực hành tôi sẽ dẫn chúng ta một cái ví dụ để chúng ta đo bóc cụ thể hơn. Bây giờ chúng ta cứ biết các cái đầu việc nó nằm ở đây. Đấy, khối lượng nằm ở đây. Thế còn thì các cái diễn giải có thể là một dòng diễn giải, hai dòng diễn giải, ba dòng diễn giải và có thể rất nhiều diễn giải. Đấy, ví dụ như cái công tác này, cái công trình này thì nó hơi ít diễn giải, nhưng có những công trình mà cái diễn giải nó rất là nhiều. Diễn giải nó không phải một dòng này, mà có thể đến 10 dòng, 20 dòng, 30 dòng, tùy cái việc mà phân tách chúng ta. Đó.
thì tí lát nữa tôi sẽ nói sâu về cái diễn giải sau. Như vậy là đối với đơn vị tư vấn thì cái khối lượng này được bóc từ đo bóc từ từ bản vẽ thiết kế ra. Đấy. Tiếp theo, thông số tiếp theo là ba cột thành tiền. Thành tiền vật liệu, thành tiền nhân công, thành tiền máy thì sẽ bằng gì ạ? Bằng khối lượng công tác đó nhân với ba cột đơn giá vật liệu công máy tương ứng. Chúng ta xem ạ, ví dụ đây. Thành tiền máy ở cái công tác số 2 này sẽ bằng gì ạ? Khối lượng của nó là 6.000 mét, hơn 6.000 mét mà nhân với cả đơn giá ca máy là 696.000 đồng ở đây. Đấy, thì phần mềm nó cũng có công thức cho chúng ta ở đây. Đấy. Hay là một cái công tác khác về có vật liệu chẳng hạn thì đây. Cái thành tiền vật liệu sẽ bằng đơn giá khối lượng của công tác số 4 này mà AC32810 nhân với cái đơn giá vật liệu của nó ở đây. Đấy. Thì nó là như vậy. Rồi. Đấy. Đây là ba thông số về thành tiền. Cuối cùng, thông số cuối cùng là tổng thành tiền. Đấy, tôi lấy ví dụ. Thông số cuối cùng sẽ là tổng thành tiền. Đây, tổng cộng thì nó bằng sum gì ạ? Sum của vật liệu cộng sum nhân công, sum của máy. Thì tuy nhiên cái công trình này nó có rất nhiều nhóm cho nên là nó cộng cộng từng nhóm một. Đấy. Chúng ta nói tóm lại là cái này sẽ bằng sum của tất cả các vật liệu phía trên, cái này sẽ bằng sum của tất cả cái nhân công, và cái này sẽ bằng sum của tất cả các máy ở đây. Như vậy chúng ta có thông số cuối cùng là tổng thành tiền vật liệu công máy chúng ta hiện đây đó. Đấy, như vậy là cái bảng tiên lượng này nó cấu trúc nó chỉ như vậy thôi. Và chúng ta cái thời gian tại sao nó lâu, vì là chúng ta phải mất công đọc bản vẽ là một này, hay là nhìn vào cái hồ sơ mời thầu đấy, để mà xem nó có những đầu việc nào để mời này. Sau đó thì chúng ta phải tra quyển sách đơn giá để tìm ra cái công tác tương ứng này đấy. Sau đó thì chúng ta phải đưa cái đầu việc nó vào đấy, tra sách chúng ta đưa vào đấy. Đây là làm một tay. Còn tất nhiên khi làm trên phần mềm, trên máy thì cái việc tra này thì phần mềm hỗ trợ chúng ta rất là mạnh, rất là dễ dàng thôi. Đấy. Đấy, như vậy là vừa rồi tôi đang dẫn cái khối lượng này đối với nhà đơn vị tư vấn. Thế còn đối với nhà thầu thì sao? Đối với nhà thầu thì trong cái hồ sơ mời thầu, trong bảng phụ lục, trong hồ sơ mời thầu đó, thì bao giờ chủ đầu tư họ cũng cho chúng ta thông thường là ba thông số là tên các đầu việc ở đây, đơn vị tính và khối lượng mời thầu là bao nhiêu. Và thông thường là không có diễn giải này, ví dụ như 0,4 x 203 bằng 81,2 này là không có. Đấy, chỗ này cái màu diễn giải màu xanh này là không có, mà người ta chỉ chọn cho cái đầu tên đầu việc này, đơn vị tính này và khối lượng mời thầu, có vậy thôi. Sau đó thì chúng ta phải về, chúng ta dựa trên các cái tên đầu việc này, chúng ta tra sách đơn giá, phần xây dựng, phần lắp đặt, phần khảo sát vân vân, để chúng ta tìm được cái mã đơn giá nó tương ứng với cái công việc mà chủ đầu tư họ đưa ra trong hồ sơ mời thầu. Đó, đấy là đối với cả nhà thầu. Thứ ba, đối tượng thứ ba là đối với cả đơn vị mà thi công xây lắp, mà đang xây dựng công trình hoặc đã xây dựng công trình xong và chúng ta phải làm hồ sơ quyết toán. Đấy. Thì cái khối lượng này chúng ta sẽ lấy ở nhiều nguồn. Nguồn thứ nhất là bản vẽ hoàn công, có nghĩa là khi chúng ta thi công xong một cái hạng mục công trình hay cả công trình thì thông thường là chúng ta phải vẽ lại bản vẽ hoàn công để thể hiện chi tiết thực tế nhất có thể cái kích thước hình dạng các cấu kiện mà chúng ta đã thi công. Thế cho nên là cái khối lượng này được đo bóc lại, được đo bóc lại tiền lượng, được đo bóc lại khối lượng dựa trên cái bản vẽ hoàn công đó. Hoặc là có thể cái khối lượng đối với các hồ sơ quyết toán của các cái đơn vị xây lắp ấy, khi họ quyết toán ấy, thì khối lượng này có thể là lấy ở các cái biên bản nghiệm thu khối lượng công việc hoàn thành mà đơn vị tư vấn giám sát rồi chủ đầu tư họ đã ký xác nhận với đơn vị xây lắp. Hoặc là một trường hợp nữa, có với những cái khối lượng nhỏ hoặc là chúng ta chưa kịp, vì một lý do đó chúng ta chưa kịp làm cái biên bản nghiệm thu, thì có thể nó sẽ thể hiện ở trong cái nhật ký công trình mà đại diện đơn vị tư vấn giám sát họ đã xác nhận vào đó, thì chúng ta có thể đưa vào đây. Đấy, nói lại nó sẽ có ba nguồn: một là bản vẽ hoàn công, hai là biên bản nghiệm thu khối lượng công việc đã hoàn thành, cái thứ ba là dựa trên cái nhật ký công trình mà có sự xác nhận của chủ đầu tư hoặc là đại diện chủ đầu tư hoặc là đơn vị tư vấn giám sát vân vân. Đấy, thì chúng ta sẽ bóc tách hoặc là lấy khối lượng ở trong các cái nguồn đó để đưa vào đây. Đấy. Thì thông thường cái khối lượng này chúng ta sẽ nằm ở ba cái
cái dạng đấy thôi. Đấy, là cái chính nhất. Đó. Tiếp theo tôi sang phần 2 là phần hướng dẫn cái việc đo bóc tiên lượng này. Đo bóc tiên lượng này thì tôi nhắc lại là chúng ta phải đo bóc đối với hai đối tượng, một là đơn vị tư vấn thiết kế, hai là chúng ta làm quyết toán công trình, là chúng ta phải đo bóc lại. Thế còn thì đối với nhà thầu, khi mà chúng ta làm hồ sơ dự thầu, sơ đấu thầu đấy, thì cái khối lượng này thường là chủ đầu tư người ta mời sẵn cho chúng ta không phải đo bóc nữa. Thế bây giờ chúng ta xem là cái việc đo bóc tiên lượng này tại sao ra được 81,2, tại sao nó có những cái con số 0,4 nhân 203 nó ra 81,2 mét dài này, tại sao làm được như thế, hay là cái diễn giải này nó như này, tại sao lại như thế này. Thì bây giờ chúng ta sẽ sang phần 2 là phần về đo bóc tiên lượng. Đây thì cái việc tính đến đầu tháng 2 năm 2019 thì việc đo bóc tiên lượng này thì chúng ta tuân thủ theo quyết định số 451 năm 2017 do Bộ Xây dựng công bố về hướng dẫn đo bóc khối lượng xây dựng công trình. Đấy. Thì chúng ta sẽ đọc thêm các cái hướng dẫn cụ thể ở đây. Nhưng bây giờ tôi đi vào phần chính là phần trang số 6 là ở phần 5. Trang số 6 phần 5 là hướng dẫn về đo bóc công tác xây dựng cụ thể. Vâng, tôi đi vào cái cụ thể. Còn tất nhiên là phía trên này nó có những cái phần lý thuyết chung. Đấy, thì ví dụ phần 4 hướng dẫn về đo bóc theo nhóm loại công tác xây dựng đơn vị kết cấu công trình này. Đấy, phần số 3 là hướng dẫn về đo bóc theo diện tích, quy mô, công suất hoặc là năng suất phục vụ theo kế công trình này. Rồi là phần số 2 là trình tự triển khai đo bóc khối lượng xây dựng công trình vân vân. Thì chúng ta phải cho rằng thêm, chúng ta xem thêm ở cái quyết định số 451 này. Đấy. Bây giờ tôi hướng dẫn cái phần chính nhất ở đây là mục số 5 là hướng dẫn đo bóc một cách cụ thể. Đấy, cụ thể ví dụ như thế này. Đầu tiên chúng ta làm công trình thì chúng ta hay vào công tác đào đắp đất, đúng chưa? Đấy. Thì Bộ Xây dựng hướng dẫn rất chi tiết là như nào ạ? Khối lượng đào đắp đất, đấy, đào đắp thì phải được đo theo nhóm, theo loại công tác, hay là theo loại bùn, hay là cấp đất, cấp đá, theo độ sâu đào, bề rộng đào của hố đào, rồi là điều kiện thi công, biện pháp thi công. Đây nó vẫn hơi chung chung. Bây giờ cụ thể hơn thế nào? Đào đắp thế nào? Bây giờ khối lượng đào đắp là phải được đo bóc theo nhóm, theo loại công tác, theo vật liệu. À đây, từ phía dưới đây, phía dưới chi tiết hơn là khối lượng công tác đào đắp được tính theo kích thước trong bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn thi công nghiệm thu, không tính thêm độ nở rời, co ngót hoặc hao hụt. Đấy. Đấy. Thế thì ở đây hướng dẫn rất chi tiết là ví dụ bây giờ chúng ta tính cái đo bóc cái khối lượng của một cái khối đất mà chúng ta đào nó đi, thì chúng ta chỉ tính cái chiều dài, chiều rộng và chiều sâu của hố thôi. Đấy. Sau đó thì nó được bao nhiêu thì chính là khối lượng, chứ chúng ta không được tính thêm cái độ nở rời khi mà chúng ta đào xong chúng ta đổ cái đất đấy lên một xe ô tô chẳng hạn, nó trở ra thì nó sẽ nở ra. Chúng ta không tính theo kiểu là lấy số chuyến mà mỗi một chuyến là bao nhiêu khối đấy, chúng ta nhân thì không được, bởi vì lúc đấy là đất nó nở ra rồi. Đấy là một ví dụ. Đấy. Đấy, ví dụ như trường hợp khác thì là cụ thể hơn là đào đất để đắp thì khối lượng đào đất là tính như thế nào. Đấy, vân vân. Đấy. Thì ở đây là Bộ Xây dựng đã hướng dẫn cũng rất là chi tiết, chúng ta tham khảo thêm. Hoặc tôi lấy một ví dụ nữa về công tác xây chẳng hạn. Công tác xây chi tiết là ví dụ thế này. Bộ Xây dựng quy định là thế này, cái khối lượng mà chúng ta đo bóc được ấy thì nó bao gồm cả phần nhô ra và các chi tiết gắn liền với khối xây thể hiện trong bản vẽ thiết kế. Đấy, tức là phần nhô ra được tính vào này và các chi tiết đã gắn liền với khối xây được tính vào là 2 này. Đấy. Và một cái điểm nữa rất quan trọng là gì ạ? Và chúng ta không bị trừ, không phải trừ cái khối lượng, các khoảng trống, các lỗ trống, lỗ rỗng đấy ạ. Đấy. Không phải trong khối xây. Đấy. Có diện tích nhỏ hơn 0,25 m². Đấy, tức là không phải trừ khối lượng các khoảng trống, không phải trong khối xây có diện tích mà nhỏ hơn 0,25 m², tức là nó nhỏ quá thì nó không đáng kể thì chúng ta không bị trừ đi. Đấy. Hay là độ dày của tường khi mà xây đấy thì khi xác định thì nó không bao gồm lớp ốp này. Đấy, lớp phủ bề mặt, lớp chát. Ví dụ như bây giờ chúng ta xây tường xong rồi chúng ta thường là chúng ta chát xong rồi chúng ta có thể là ốp,
ở đấy bằng đá rồi các cái vật liệu khác để ốp lên. Thế thì cái phần mà lớp lớp vữa chát đấy rồi cái phần đá ốp đấy thì chúng ta không được tính vào. Đấy, chúng ta chỉ tính nguyên cái phần gạch mà chúng ta đã xây thôi ạ, phần gạch như vữa và nó cấu kết với nhau nó xây thôi ạ. Đấy. Thế còn trường hợp là đối với cái tường vát chẳng hạn thì chỗ nó dày chỗ nó mỏng chẳng hạn thì chúng ta tính một cách trung bình. Đấy, điểm đầu, điểm giữa, điểm cuối của cái tường đấy như thế nào, chiều dày bao nhiêu chúng ta cộng vào chia 3 chẳng hạn, tôi lấy ví dụ như thế. Còn nếu nó vát nhiều chỗ, vát nó lung tung quá thì chúng ta lại cho nhiều cái điểm để xác định được độ dày rồi cộng vào chia trung bình. Đấy. Đấy. Vân vân. Tôi lấy ví dụ một cái ví dụ nữa về công tác bê tông chẳng hạn. Đây. Đến phần chi tiết thì là gì ạ? Cái khối lượng đo bê tông mà chúng ta tính toán đấy ạ. Đấy, là chúng ta có nhiều giả ví dụ như bây giờ hai đơn vị hay là một chủ đầu tư với cả đơn vị tư vấn, bây giờ hai bên đưa ra hai quan điểm là bê tông thì có bị trừ cái cốt thép bên trong đi không, hay là có bị trừ cái khối lượng bê tông ấy, có bị trừ cái thép giữ ứng lực bên trong bê tông không. Đấy, thì người nào nói có lý cả. Thế nhưng bây giờ chúng ta dựa trên một căn cứ có tính chất pháp lý, đó là cái quyết định 451 này, để chúng ta đưa ra cái luận điểm của chúng ta và cả hai bên đều phải tuân thủ là như nào. Là bộ xây dựng bảo là cái khối lượng bê tông ấy là chúng ta không phải trừ, không bị trừ cốt thép và cũng không bị trừ dây buộc bản mã hay là các cái cáp giữ ứng lực ở bên trong bê tông. Ví dụ như thép phi 20, phi 25 ở trong cột là không bị trừ. Đấy, phi 6, phi 8 thép đai không bị trừ chẳng hạn. Đấy, hoặc là cái dây buộc ở trong cái thép đấy là chúng ta cũng không bị trừ đi chẳng hạn. Đó. Rồi. Nhưng mà phải trừ đi các khe có giãn, các lỗ rỗng trên bề mặt kết cấu bê tông có thể tích lớn hơn 0,1 mét khối. Đấy, như vậy những các cái lỗ rỗng ở trên bề mặt ấy mà có cái thể tích nó lớn hơn 0,1 mét khối thì chúng ta phải trừ đi. Đấy. Và một điểm nữa lưu ý là gì ạ? Chỗ giao nhau giữa các cái cấu được tính một lần thôi ạ. Tôi lấy ví dụ. Bây giờ chỗ giao nhau giữa dầm, bây giờ cột chẳng hạn. Đấy thì tính thế nào? Đây tôi lấy ví dụ này. Bộ hướng dẫn này, phần giao giữa cột và dầm nếu cùng cấp phối mác bê tông, tôi lấy ví dụ như là trong cái hồ sơ thiết kế họ quy định là bê tông dầm cột thì đều là mác 250. Đá 2x4, độ sụt từ 6 đến 8 cm chẳng hạn thì là cùng cấp phối cùng mác đúng chưa ạ? Thì khi mà chúng ta thiết kế đấy, chúng ta tính thì là phần bê tông giao giữa cột và dầm tông đây thì khi chúng ta tính ấy, thì cái phần dầm nó lao vào cột ấy thì được tính như là một phần của cột đấy. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là cái đoạn mà ví dụ cái cột nó cột là cột vuông, cái diện vuông và kích thước của cột là 1 mét chẳng hạn, thì cái phần dầm nó lao vào cột 1 mét đấy ấy, thì chúng ta không tính cho dầm mà chúng ta tính cho cột đấy. Và đây là chúng ta chỉ được tính một lần thôi, chỉ được tính một lần cho cột thôi chứ không được tính một lần cho cột và một lần cho dầm đó, một lần duy nhất cho cột thôi đấy. Hay là phần bê tông dầm cột vách nằm trong tấm sàn nếu có cùng cấp rồi cùng mác bê tông đấy, thì khi đo bóc ấy là đo như một bộ phận của sàn đấy. Đấy, đấy rất là rõ như vậy đấy, và chúng ta tính một lần thôi đấy, tính vào một lần của sàn thôi đấy, vân vân. Thì trong này là bộ dựng hướng dẫn rất chi tiết đến công tác bê tông rồi công tác ván khuôn như thế nào đấy, thì khối lượng là chúng ta phải tính là như thế nào, là trong này là người ta hướng dẫn rất kỹ ở đây rồi, trừ cái gì không trừ cái gì giao nhau như nào đây hướng dẫn rất kỹ ở đây rồi đấy. Rồi công tác cốt thép như nào, ví dụ khối lượng cốt thép được đo bóc bao gồm khối lượng cốt thép này, mối nối này, mối nối chồng với nhau, ví dụ như là bây giờ cái thép cột chẳng hạn chúng ta nối 40D chẳng hạn thì phi 20 chẳng hạn, 40 nhân 20 thì nó là 2 mét rồi, xin lỗi, 40 nhân 20 đó là 80 phân rồi, thì cái phần nối đấy là chúng ta sẽ được tính vào đấy. Rồi nối gen, nối ống, rồi miếng đệm, rồi con kê bu lông đấy, liên kết đấy, rồi tính vào đấy. Rồi các công tác về cọc đấy, trong này cũng hướng dẫn công tác khoan đấy, rồi công tác làm đường
Ví dụ như là khối lượng làm đường thì khi đo bóc phải trừ các khối rỗng, trừ các cái khối lượng lỗ rỗng trên mặt đường, ví dụ như là hố ga này, hố thăm này, hoặc là tương tự vân vân, mà có cái diện tích mà lớn hơn 1 m², các chỗ giao nhau được tính một lần. Vân đấy thì cũng về công tác đường làm đường ấy, thì ở cái mục 59 thì cũng có hướng dẫn vân vân. Đây, công tác về đường ống này, rồi các kết cấu thép này, đấy, rồi công tác kết cấu gỗ này, bóc như nào này, công tác hoàn thiện như là chát, rồi láng, ốp, lát, sơn, mạ vân vân đấy, thì có hướng dẫn ở đây này, khối lượng như nào này, đấy, công tác chát thì láng thì bóc như nào, công tác lát ốp như nào, vân vân. Đấy, thì nói tóm lại là chúng ta sẽ tuân thủ theo cái mục 5 nhỏ ở trang số 6 này. Mục 5 nhỏ là hướng dẫn về đo bóc xây dựng cụ thể, các cái công tác xây dựng cụ thể ở trong cái quyết định số 451 năm 2017. Đấy. Thì cái tài liệu này chúng ta sẽ tải về và chúng ta xem thêm thì chúng ta mới nhớ được, chúng ta thực hành được. Đấy, chứ bây giờ nếu mà hướng dẫn chi tiết ra thì nó cũng không cần thiết, và các bạn sẽ không nhớ được, và đằng nào nó cũng có tài liệu là cái quyết định 451 này rồi. Đó. Thì quyết định 451 này lấy đâu ra? Thì chúng ta sẽ vào menu dự toán này, luật xây dựng. Đấy. Hoặc là chúng ta bấm vào cái sheet luật xây dựng ở đây. Đấy, tổng phí này, luật xây dựng này, chúng ta bấm đây thì nó cũng ra thôi. Thì ở trong cái sheet này phần 25 mã là các cái văn bản do Bộ Xây dựng họ công bố mà có liên quan đến việc tính dự toán công trình đấy, thì cái mục đầu tiên. Mục đầu tiên rất quan trọng. Đây, tôi sẽ bôi màu đỏ chúng ta cùng nhìn cho dễ. Rất quan trọng, và việc đầu tiên chúng ta làm dự toán là chúng ta phải đo tiên lượng, đúng chưa ạ? Đo tiên lượng. Đấy. Thế cho nên chúng tôi đã để cái mục 451 này ở phần đầu tiên. Đấy. Và chúng ta bấm vào mục tải về đây, nó sẽ mở cái website của Bộ Xây dựng ra để chúng ta tải về thôi. Các bạn chờ một chút, có thể là máy tùy từng máy. Rồi. Đây là website của Bộ Xây dựng moc.gov.vn. Đây. Đây địa chỉ website rất là tin cậy. Và cái tệp đính kèm đây. Đính kèm đây. Và chúng ta kích vào đây thì nó sẽ tải về chúng ta là file PDF. Thì máy chúng ta cài Acrobat Reader hoặc là Foxit Reader vân vân. Thì nó sẽ mở chúng ta xem. Đấy, giống như là tôi đã mở cho các bạn xem ở đây. Đấy, và chúng ta sẽ đọc kỹ tất cả những cái tôi vừa hướng dẫn ở trong cái quyết định 451 này, thì chúng ta sẽ đo bóc được cái công trình nó chính xác, không thiếu, cũng như là chúng ta dễ giải trình, vì đây chính là một cái văn bản mang tính chất pháp lý do Bộ Xây dựng họ công bố. Đấy. Đấy thì lý thuyết là như vậy. Thế bây giờ chúng ta sẽ thử thực hành. Phần 3 là chúng ta sẽ thực hành cái việc đo bóc tra tiên lượng như nào. Tôi lấy ví dụ bây giờ bài tập của chúng ta. Bài tập của chúng ta là gì ạ? Bây giờ là chúng ta sẽ bài tập này. Bài tập của chúng ta là gì ạ? Tra công tác và thể hiện diễn giải khối lượng của công tác này. Công tác là công tác bê tông dầm mác 250 độ sụt từ 2 đến 4 cm. Đấy. Ở tỉnh nào thì chúng ta khi chúng ta làm thực tế ở tỉnh nào chúng ta sử dụng đơn giá tỉnh đó. Đấy. Tôi nhắc lại bài tập là chúng ta tra công tác là một này, và thể hiện cái diễn giải khối lượng của công tác đấy, của công tác cho cái công tác bê tông dầm mác là 250 độ sụt là từ 2 đến 4 cm, và kích thước của dầm trên bản vẽ như sau. Kích thước là gì ạ? Có là gì ạ? Có 5 cái dầm này. Đấy. Kích thước là dài nhân rộng nhân cao là như sau này. Một cái là dài 7 m, mà kích thước chiều dài là 7 m. Chiều rộng là 0,45 m.
chiều cao là 0,5 m. Đấy. Bây giờ chúng ta chép bài tập này và chúng ta sẽ tạm dừng cái video này. Tôi kêu gọi nhé, các bạn thực hành đi ạ, các bạn làm đi ạ. Chúng ta phải tự làm một lần, chúng ta tự tra một lần trên sách của chúng ta xem như thế nào. Và bây giờ tất cả chúng ta sẽ dừng cái tạm dừng cái video này lại. Chúng ta tra xong và chúng ta làm bài tập xong thì chúng ta sẽ cho video tiếp để tôi hướng dẫn. Ok. Giả sử rằng là tất cả chúng ta đã tra xong rồi, chúng ta đã thể hiện diễn giải xong rồi và tính ra cái khối lượng của nó rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ tôi sẽ hướng dẫn cái cách làm bài tập như sau. Đấy. Làm bài tập là đầu tiên chúng ta sẽ dở cái quyển sách đơn giá phần bê tông, thì chúng ta là dở quyển đơn giá xây dựng trình, phần xây dựng của cái tỉnh mà chúng ta làm công trình. Ví dụ chúng ta làm ở Điện Biên thì chúng ta lấy ở tỉnh Điện Biên, chúng ta làm ở Hà Nội chúng ta lấy ở Hà Nội. Đấy, chúng ta làm ở Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ lấy ở phần xây dựng của Thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta làm ở Bình Dương thì chúng ta sẽ lấy phần xây dựng của tỉnh Bình Dương, vân vân. Bây giờ chúng ta sẽ sở cuốn sách này ra, sau đó chúng ta tìm đến phần bê tông, phần trường bê tông. Đấy, phần trường bê tông chúng ta xem là thế nào. Đây cũng phần trường 5 là công tác xây gạch đá chưa phải. Đấy. Rồi, rồi đây là chương số 6 là công tác bê tông. Đấy, thì chúng ta cũng nên là theo dõi cái phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng ở đây xem là tỉnh họ quy định như thế nào. Đấy, sau đó chúng ta hãng đi và tra chi tiết các đầu việc. Đề bài của chúng ta là bê tông của dầm đúng chưa? Chỗ này bê tông móng không phải, bê tông móng không phải, bê tông bệ máy không phải đúng chưa? Đấy, bây giờ đây rồi, phần này là gì ạ? AF123 12300 là bê tông dầm răng nhà, đúng cái chúng ta cần rồi. Đây, bê tông dầm nhà mark 250 đúng chưa? Đây, chúng ta thấy chưa? Như vậy, mã của chúng ta là gì? AF12314, mark là 250. Đây là cái dòng này, đúng chưa? Đấy, và chúng ta tra được cái đơn giá này. Đấy. Thì bây giờ cái cách làm là gì ạ? Chúng ta tra, chúng ta lấy toàn bộ cái dòng AF12314 này, mã tên đơn vị và ba cột đơn giá vật liệu cô máy này chúng ta đưa vào. Đấy. Thì bây giờ để tôi thao tác ở trên phần mềm và tôi cũng lấy tỉnh Điện Biên cho nó đồng bộ. Mã là gì ạ? Các bạn tra trên bằng tay nhé, thì tương tự nhé. AF12314 đúng chưa ạ? AF12314 thì nó gợi ý luôn đây, chúng ta có thể nháy kép luôn đây hoặc bấm đây bấm chọn cũng được. Tôi nháy kép cho nhanh. Đấy. Thì là xuống đề chúng ta đánh diễn giải. Thì chúng ta thấy là gì ạ? Đơn giá vật liệu là 811.763 đồng. Đây. 811.763. Đúng chưa ạ? Đây. Đây. AF12314 đây, 811.763 đây. Nhân công là 661031. 661031 đây. Và đơn giá cam máy là 100.608 đồng. 100.608 đồng cả cột luôn. Đó. Thế như vậy là gì ạ? Tôi đã vừa hướng dẫn cho chúng ta là gì ạ? Cách tra quyển sách và đưa nó vào ba cột mã, tên, đơn vị và ba cột đơn giá ở đây. Đấy, như vậy là các cái cột này về cơ bản là giống hệt như sách của tỉnh công bố. Đó. Thì cũng nói thêm là khi tra thì ngoài cái đơn giá này ra ấy, thì phần mềm nó đã tự tra chúng ta cái công tác bê tông này. Thì nó gồm có gì ạ? Là cát, đá, xi măng theo định mức của bộ xây dựng là bao nhiêu khối lượng ở đây. Đấy. Cũng như là gì ạ? Nhân công. Nhân công bậc 3.5/7 nhóm 1, bê tông là nhóm 1 đúng chưa? Bê tông dầm hao phí mức là 3.56 công. Máy là gồm những máy trộn là 0.095K này, máy đầm dùi này 0.18K này, vận thang 0.11K. Thì cái này tự phần mềm nó tra chúng ta rồi. Đó. Đấy. Thế bây giờ phần tiếp theo là chúng ta phải diễn giải. Thì đề bài yêu cầu là gì ạ? 5 cái dầm kích thước là 0.45 nhân 0.5 đúng chưa ạ? Gì ạ? Dầm thì chúng ta là dầm D1 này, hai chấm này, và có 7 cái này, nhân với cả chúng ta tôi xin lỗi có 5 cái, có 5 cái nhân kích thước là 7 nhân với cả 0.45 nhân với cả 0.5. Thì chúng ta nhập cái diễn giải ở đây. Sau rồi thì nếu chúng ta làm tay thì chúng ta phải tự nhân 5 x 7 35,
35 nhân 0,45 nhân 0,5 vân vân thì nó ra được là 7,875 khối ở đây, và nó đưa đến chúng ta. Đấy. Tương tự như vậy, nếu chúng ta có cái dầm D2 kích thước khác chẳng hạn, thì chúng ta sẽ có thể là copy cái đoạn này, xong rồi thì chúng ta paste vào đây, chúng ta đổi cái số lượng dầm đi là bao nhiêu, rồi kích thước 5,5m chẳng hạn. Đấy, chiều rộng chiều cao không thay đổi chẳng hạn, thì phần mềm nó sẽ tự tính ra chúng ta. Đấy, ra được 13 khối nữa, nó cộng dồn đây 7,8 với cả 13,6, nó sẽ ra được là gì ạ? Là 21,48 ở đây. Đấy, 21,48 khối ở đây. Ở đây, đấy. Thì như vậy là vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho chúng ta cái cách mà tra đầu các cái công tác theo quyển sách đơn giá của tỉnh, cũng như là nhập cái diễn giải khối lượng này vào đây. Đấy. Và tương tự như vậy thì chúng ta cứ nhập tương tự như quy trình vừa rồi, chúng ta đã nhập được một công tác thì các công tác còn lại chúng ta cũng nhập tương tự đây. Nhập cứ như vậy cho hết công trình thì thôi. Thế ví dụ như công trình này là bao nhiêu đấy ạ? Là chúng ta có 69 đầu việc. Đấy, chúng ta cứ nhập hết ở đây. Đấy là xong. Và chúng ta để ý là có những đầu việc như là tạm tính chẳng hạn, mã TT ở đây chẳng hạn, thì cái chỗ này, cái công trình này họ chưa đưa cái đơn giá. Tôi xem một cái công tác TT nào, mấy cái TT này chưa hoàn thiện. Thì thông thường mấy cái tạm tính này là cái khối cái đơn giá liệu công máy là thông thường là đơn là chúng ta sẽ tự nhập tay vào đây. Đấy, đấy cách thứ nhất. Cách thứ hai là chúng ta vẫn có thể là nhập cái chúng ta có thể là đưa cái định mức vào. Chúng ta phải đưa định mức vào. Đây ví dụ trường hợp này. Chẳng hạn anh đã đưa cái măng sông. Đấy, cái tên công tác là măng sông nối ống là D60. Chúng ta đã đưa cái là vật liệu mã là anh để một dấu chấm. Tên là măng sông nối ống D60. Mã nếu chúng ta để chấm thì nó sẽ để là dấu chấm. Còn nếu chúng ta có thể đặt một cái mã gì đấy chẳng hạn thì chúng ta đặt ra thôi. Tên chúng ta tự gõ, đơn vị là tự gõ, hao phí mức chúng ta tự nhập, giá gốc chúng ta tự đưa vào. Nhưng trong hợp này là chúng ta đưa ra đang để chống ra để giá gốc là 18.200 bằng với giá thông báo đi. Đấy, và chỗ này là vật tư chính. Thì phần mềm nó sẽ tự nhân 1 nhân 18.200, nó ra là 18.200 đây. Và lưu ý rằng là chúng ta phải để tích vật chính nhé, chứ không thì nó sẽ đưa sang cái cột vật liệu phụ này. Đấy, chúng ta bỏ đây thì lập tức là nó sẽ hiểu là 1 nhân với cả 18.200 ra vật liệu phụ ở đây. Thì cho nên thông thường là chúng ta để vật liệu chính, trừ khi chúng ta biết chính xác là vật liệu phụ. Đấy. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta có thể để ở cái cột mã số này. Chúng ta nháy kép, chúng ta ấn Enter ở đây. Đấy. Chúng ta chọn cái băng tan chẳng hạn. Đấy. Đấy, thì nó tự đưa chúng ta là mã rồi này, tên rồi, đơn vị là mét dài này, hao phí mức là do chúng ta tự xác định, bởi vì đây là công tác tạm tính, không ai có thể giúp chúng ta được, và chúng ta phải tự xác định bao nhiêu mét một cái măng sông này, bao nhiêu, tôi ví dụ thôi chứ chưa chắc chúng ta làm đã dùng băng tan, ví dụ như là 0,59 mét, ví dụ như vậy, 0,59 mét, 59 phân chẳng hạn. Đấy, thì khi đó phần mềm nó tự lấy định mức mà nhân với giá, nó sẽ ra được chúng ta cái đơn giá vật liệu là 19.970 đồng ở đây. Tương tự như vậy cho nhân công thì chúng ta có thể là đưa cái mã tên vào đây. Ở đây thì cái chỗ này chưa cho, vì là cái file này là do chúng ta đã xóa đi rồi, xóa cái người làm trước đó người ta đã xóa đi rồi. Thì bây giờ chúng ta nháy phải chọn là tính lại đơn giá cho công tác hiện hành. Đây. Nhân công chưa có, nhân công chưa có, máy chưa có. Đúng rồi, tôi nhầm sang cái công tác bên hai công tác chưa có. Thế bây giờ tôi sẽ đưa sang cái này. Nhân công chưa có, đây thì tôi sẽ nháy kép vào đây. Tôi chọn nhân công bậc 3/7. Ví dụ như 2 công đi, 3 công đi. Thì nó sẽ tính cho chúng ta đơn giá nhân công ở đây. Tự nhân 2 nhân 119.671 đã ra 239.342 đồng ở đây. Tương tự như vậy trong máy, chúng ta có thể là nhấn Enter ở đây. Ra chọn một cái máy gì đấy. Máy khoan chẳng hạn, tôi ví dụ thôi nhé, chứ chưa chắc chúng ta đã là máy khoan đâu. 0,15k chẳng hạn, tôi lấy ví dụ vậy. Thì phần mềm nó sẽ tự lấy 0,15 nhân cái giá gốc ra đây.
33.821 đồng ở đây. Đấy. Tất nhiên chúng ta có thể đưa một cái máy của chúng ta tự nhập mã, tự nhập tên, tự nhập đơn vị, và đơn vị tất nhiên là K rồi, tự nhập hao phí giá chúng ta đưa vào đây thì cũng được, không sao cả. Đấy. Như vậy là vật liệu, nhân công, máy, chúng ta có thể tự đưa cái vật liệu chúng ta nhập tay ở đây, hoặc là chúng ta tra trong phần mềm cũng được, tra những cái vật liệu mà đã có sẵn trong phần mềm cũng được. Đó. Đấy. Như vậy là vừa rồi tôi đã hướng dẫn cho chúng ta cái việc là tra công tác, có thể là tra những công tác mà đã có sẵn ở trong đơn giá định mức ở đây. Đấy, hay là chúng ta nhập một cái mã tạm tính, như công tác tạm tính này chẳng hạn, chúng ta tự nhập vật liệu 15.000, nhân công là 5.700 đồng và máy là 9.800 đồng. Đấy, thì cái công tác này là do chúng ta tự xác định đơn giá vật liệu, nhân công, máy. Còn cái công tác này là chúng ta không phải tự xác định, mà chúng ta dựa trên chúng ta nhập vào định mức cho nó, và cái giá thì tự phần mềm nó sẽ tính ra là đơn giá vật liệu, đơn giá nhân công và đơn giá commodity tương ứng. Vừa rồi thì tôi đã hướng dẫn cái cách mà tra công tác theo mã công tác, ví dụ như là AF12314 chẳng hạn. Đấy, bây giờ tôi hướng dẫn cách thứ hai để mà chúng ta tra một cái công tác mới. Đấy, hướng dẫn một cái công tác mới mà theo cách là chúng ta tra theo tên công tác. Đấy, ví dụ bây giờ chúng ta đến công tác số 69 là công tác cuối, là công tác cuối của hôm qua. Thế bây giờ chúng ta làm tiếp công tác số 70, 71, 72 vân vân của ông Trình. Thì bây giờ đây nó còn có một dòng thì nó hơi ít, chúng ta có thể nháy phải. Khi nháy phải thì đây tôi giải thích thêm một số chức năng của phần mềm, là sao chép những công tác đã chọn, tức là chúng ta sao chép những cái công tác, ví dụ tôi sao chép như này, sao chép sau đó thì chúng ta xuống phía dưới chỗ nào đó chúng ta dán, rồi sao chép cắt dán ở đây thì tương ứng với cả cái động tác như là Ctrl C, Ctrl V, Ctrl X, sao chép cắt dán như Excel. Chúng ta bây giờ chúng ta sẽ chèn dòng vào. Đấy, chúng ta phải bấm insert để chèn dòng, hoặc là bấm Ctrl insert để chèn nhiều dòng, ví dụ bấm insert để chèn dòng nó sẽ chèn lên trên. Đấy, undo. Rồi chèn xuống dưới này, chèn đây. Nháy phải chọn là chèn dòng, hoặc là bấm phím insert trên bàn phím, hoặc là chúng ta nháy phải chọn là chèn nhiều dòng. Ví dụ chúng ta chèn 5 dòng, chúng ta bấm chấp nhận thì ta sẽ được cái khoảng nó nhiều hơn. Tốt nhất là chúng ta nên dùng phím tắt là phím insert trên bàn phím thì nó tiện hơn là chúng ta nháy phải chuột. Ngoài ra còn rất nhiều công tác vụ ở đây thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm. Ví dụ như là F8 để xóa những dòng đã chọn này, Ctrl F8 để xóa nhiều dòng này. Đấy. Rồi là xóa nội dung, rồi là chuyển đổi vữa sang PC40, PCB40, PCB30, PC30 vân vân, chuyển đổi đơn vị tính, chuyển đổi đơn vị tính. Đấy. Rồi là tính lại đơn giá vận hành, thì cái này chúng ta đã biết rồi. Rồi thế bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cái cách mà tra công tác mà tra theo tên. Đấy, bây giờ tôi muốn là tra tìm công tác là công tác xây tường mà mark 75. Tôi có chữ xây tường phải 75. Ở đây chúng ta lưu ý là cái chữ xây tường này chúng ta có thể gõ dấu tiếng Việt, gõ tiếng Việt có dấu cũng được, hoặc là trong hợp này chúng ta đang nhìn trên màn hình là chữ xây tường là không có dấu, là tiếng Việt không dấu. Ví dụ như chúng ta viết là xây tương chẳng hạn, không dấu, xong sau đó chúng ta đánh dấu phẩy 75. Thì trong hợp này có nghĩa là chúng ta sẽ tìm những công tác là có chữ xây tường và có mark 75, sau đó chúng ta nhấn enter. Đấy. Thì phần mềm đã ra được là của chúng ta là tổng cộng là 971 công tác xây tường ở đây. Đấy. Đấy, nếu mà ví dụ như bây giờ chúng ta tìm một cái chiều cao chẳng hạn lớn 2m, phải chúng ta gõ cao này. Đấy, lớn hơn 2. Đấy, thì nó sẽ chỉ còn có 11 công tác thôi. Thì nó rất là gọn. Đấy, bây giờ chúng ta chọn xây tường thẳng. Đấy, ví dụ mark 75 tôi chọn công tác này chẳng hạn. Đấy. Hoặc là một ví dụ thứ hai, tôi tìm công tác về bê tông mà mark 250. Mark 200 chẳng hạn, tôi gõ chữ bê tông. Không cần bê tông tiếng Việt mà không cần dấu cũng được. Phải 250. Đấy, enter. Thì nó sẽ ra là tất cả những công tác bê tông của chúng ta. Đấy, chọn. Đấy. Thì như vậy là chúng ta ngoài cái việc là tra theo mã ở đây thì là chúng ta có thể tra theo tên. Tra theo tên ở đây thì cũng rất là thuận tiện cho chúng ta thôi. Bây giờ tôi hướng dẫn thêm một chút về cái menu phải chuột ở đây.
Bây giờ đầu tiên là sao chép công tác rồi cắt công tác. Cắt thì là tức là nó sao chép xong rồi nó cắt, nó xóa đi. Thì tôi hướng dẫn cái sao chép. Ví dụ bây giờ tôi có đây, tôi có hai công tác này, tôi bôi đen từ đây đến đây. Tức là tôi sẽ sao chép công tác số 61 và 62 này. Tôi nháy phải, tôi chọn là sao chép công tác đã chọn. Đấy. Sau đó thì tôi xuống phía dưới này, tôi nháy phải, tôi chọn là dán công tác. Đấy. Thì khi đó là phần mềm G8 sẽ sao chép cả cái mã tên đơn vị, rồi đơn khối lượng, rồi đơn giá ở đây, thành tiền ở đây có hết. Đấy. Cũng như là các cái thông tin về đơn giá ấy, là dùng đơn giá nào, 5479 của lắp đặt của Hà Nội. Đấy. Rồi các cái diễn giải ở phía dưới của công tác phía trên nó đưa xuống dưới, tương tự như vậy. Ngoài ra cái sao chép công tác đấy thì là nó sao chép cả định mức vật liệu. Đây chúng ta thấy định mức vật liệu, giá gốc, giá thông báo, hệ số, vân vân. Rồi định mức nhân công, đấy, nó sao chép hết. Rồi là định mức về ca máy, đấy, cũng như là giá, cũng như là hệ số, rồi mã chuẩn, sao chép hết cho chúng ta. Đấy, đấy là một cái menu về sao chép dán công tác. Rồi rồi là sao chép cắt dán thì giống như Excel rồi, thì chắc tôi không phải hướng dẫn thêm. Chèn dòng tôi hướng dẫn rồi, chèn nhiều dòng rồi. Bây giờ xóa những dòng đã chọn. Đấy, ví dụ như bây giờ tôi muốn là xóa những cái dòng này đi. Đây. Thì tôi có thể là nháy phải, tôi chọn là xóa những dòng đã chọn. Thì nó hỏi có xóa không, tôi chọn yes. Nếu như mà chúng ta không muốn nó hiện lên cái thông báo đấy thì chúng ta nhấn tổ hợp phím là Shift F8. Shift F8. Đấy, như vừa rồi là tôi đã nhấn tổ hợp phím là Shift F8 trên trên bàn phím của tôi. Và tôi undo lại. Đấy. Bây giờ tôi xóa những dòng đã chọn. Xóa nhiều dòng chẳng hạn. Đấy, xóa nhiều dòng. Ví dụ bây giờ tôi muốn xóa 4 dòng. Đấy, tính từ đây. Xóa những dòng đã chọn. À tôi xin lỗi. À đây. Xóa nhiều dòng. Đây. Ví dụ tôi xóa 4 dòng chẳng hạn. Tôi gõ số 4 vào đây thì nó sẽ xóa tính từ cái dòng hiện hành 153 đến 156. Đấy. Đấy, thì nó sẽ mất đi. Đấy. Tiếp theo xóa nội dung thì là giống như chúng ta bấm delete thôi, chúng ta bấm delete trên bàn phím cho nhanh. Đấy. Tiếp theo là một cái menu nữa là menu chuyển đổi phù vữa. Chuyển đổi vữa thì ở đây là ví dụ như công tác này của chúng ta, đây vật liệu đang là xi măng PC30. Thì nếu bây giờ tôi chuyển sang PC40, ví dụ chúng ta nhìn xi măng PC30 đây là 350 cân. Đấy. 350,55, cát là 0,48, chúng ta nhớ là 350,55 và 0,48. Đấy. Bây giờ tôi nháy phải, tôi chọn là chuyển đổi phù vữa lên PC40. Đấy. Thì lập tức là chúng ta thấy rằng là xi măng nó lên nghĩa là PCB30 thì nó đổi thành PC40, và lúc nãy là 355 hay bao nhiêu đấy thì bây giờ nó đổi thành 288. Đấy, cát vàng nó đổi, tất nhiên là các cái định mức này liên quan đến nó, đá các thứ nó cũng sẽ thay đổi. Đấy. Và cái mã này đổi sang màu xanh. Màu xanh nó báo rằng đã được thay đổi rồi. Và chúng ta lưu ý rằng là ngoài cái việc chuyển đổi lên PC40 thì nó có thể chuyển đổi lên PCB40, hoặc là chúng ta chuyển về PC30 hoặc là PCB30. Đấy, ví dụ bây giờ tôi lại đang từ 40 tôi chuyển về PC30. Đấy, thì nó chuyển được rồi. Đây. Thì nó lại trở về cái xi măng là 350 cân. Cát là 0,48 ở đây. Đấy. Và cái mã nó đổi sang màu xanh. Đấy. Và chúng ta lưu ý rằng là cái phím tắt chuyển lên PC40 là Ctrl 4. Còn phím tắt mà chuyển về PC30 là Ctrl 3. Thì chúng ta nhớ cái phím tắt này cho thuận tiện. Đó. Rồi. Bây giờ ở đây thì cái file cũ là nó đã có cái nhóm là hạ kinh post. Đấy, thì bây giờ tôi giả sử đến đến đây là tôi kết thúc cái nhóm hạ kinh post này, thì tôi sẽ nháy phải, tôi chọn là chèn tổng nhóm. Đấy, thì nó sẽ có tổng nhóm hạ kinh post ở đây, và cái chỗ này cái phía dưới này sẽ xóa đi. Đấy, nó thay cho động tác chúng ta là nhập tên sao rồi điền tổng ở đây, và thành tiền đấy nó tự thành lập chúng ta. Đấy. Tuy nhiên nếu như làm tay thì chúng ta có thể điền tên sao ở đây xong cũng được, thì phần mềm nó sẽ tự nó thành lập các cái này chúng ta. Nó thành lập cái tên tổng ở đây, cũng như nó thành lập cái sum thẩm vật liệu, sum nhân công và sum máy đây chúng ta. Đấy. Đây là một cái nhóm công tác.
Đấy. Rồi chuyển đổi, bây giờ chuyển đổi đơn vị tính thì ví dụ như bây giờ tôi có một công tác về ván khuôn. Đấy. Tôi có một công tác của ván khuôn. Tôi tìm theo tên. Đây. Ví dụ như ván khuôn này, đơn vị đó là 100 mét vuông. Đấy. Giả sử rằng là chủ đầu tư người ta lại mời chúng ta là đơn vị là theo mét vuông chứ không phải là 100 mét vuông nữa. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm thế nào? Đấy. Ví dụ bây giờ người ta mời chúng ta là 15.000 mét vuông chứ không phải là 15.000 của 100 mét vuông. Thì khi đấy chúng ta mời thầu chúng ta vẫn phải điền là 15.000 mét vuông ở đây. Đấy. Nhưng mà cái đơn vị này chúng ta lại phải đổi qua nó là gì ạ? Là mét vuông. Đổi mét vuông ở đây. Đấy. Thế thì khi mà đang từ 100 mét vuông mà chúng ta chuyển về 1 mét vuông thì cái định mức này về nguyên tắc nó sẽ phải giảm đi 100 lần. Định mức nhân công này cũng sẽ phải giảm đi 100 lần và định mức ca máy này nếu có nó sẽ phải giảm đi 100 lần nếu có ở đây. Tuy nhiên trong hợp này nó chưa đổi gì cả, nó vẫn là đây là cái định mức tương ứng với cả 100 mét vuông. Vậy chúng ta sẽ yêu cầu phần mềm nó chuyển đổi đơn vị tính, chúng ta nháy phải nó chọn là chuyển đổi đơn vị tính. Đấy. Thì lúc này chúng ta thấy rằng là cái mã đổi sang màu xanh, đơn vị, cái khối lượng đổi sang màu xanh nó báo rằng là những cái thứ này liên quan đến nhau và cái định mức này nó đã được giảm đi 100 lần rồi. Chúng ta thấy ạ, cái hệ số định mức nó là gì, là 0,01 tức là 1%. Đấy, hệ số định mức của nhân công cũng là 0,01 tức là 1/100. Và cái định mức này chúng ta thấy nó đã được giảm đi 100 lần cho nên rất là nhỏ. Lưu ý vật liệu khác này thì nó là tính theo phần trăm, cho nên là cái vật liệu khác này nó vẫn là 1% chứ không phải là 1/100 nữa. Đấy, nhân công này là nó đã thay đổi rồi. Để cho nó rõ thì tôi sẽ lấy một cái mã nguyên thủy của nó. Đó. Để chúng ta so sánh. Đây là cái mã mà ứng với cả 100 mét vuông. Thì nhân công là 34,38. Thế nhưng cái mã này thì là 0,3438. Đó. Thì như vậy nó đã giảm 100 lần rồi. Vật liệu cũng vậy. Bên trên là 0,792, 0,189. Thì bên dưới là gì? 0,00792 và 0,00189 vân vân. Thì cái này nó đã chia cho 100 rồi. Đấy, thì đấy, đó là cái chức năng của chuyển đổi đơn vị tính, rất là thuận tiện. Thế còn các cái chức năng này hiện dòng, hiện ẩn dòng, rồi hiện cột ẩn cột thì nó cũng tương tự như là trong Excel thôi. Bây giờ tôi làm xong cái đầu việc này rồi, tôi muốn ẩn đi chẳng hạn. Đây thì tôi nháy phải, tôi chọn là ẩn dòng chẳng hạn. Đấy, xong rồi thì tôi lại bôi đen cái đám này, tôi nháy phải, tôi chọn là hiện dòng. Đấy. Tương tự như vậy cho cái việc hiện ẩn cột thì bôi đen ở đây, xong rồi thì chúng ta nháy phải, chúng ta chọn hiện cột hay ẩn cột. Hiện tức là nó hiện nó lên, còn ẩn thì là ẩn nó đi, những cái cột mà được bôi đen ấy. Đấy. Đấy. Ở đây có một cái menu là menu hiện ảnh sheet, hiện ảnh sheet bảng, hay là nó tương ứng với cả hiển thị này, hiện ảnh sheet bảng, nó rất là tiện. Ví dụ bây giờ chúng ta làm dự toán thì chúng ta không cần liên quan những cái sheet như là chiết tính dự thầu rồi là dự toán gói thầu chẳng hạn, chúng ta bỏ nó đi. Chúng ta bấm vào dự toán thì nó chỉ những cái sheet liên quan dự toán hiện ra thôi. Đấy. Bây giờ chúng ta muốn dự thầu thì chúng ta chỉ tích vào cái dự thầu, thì chúng ta thấy là một loạt các cái sheet liên quan đến dự thầu, à đến dự toán nó không còn nữa. Nó chỉ có công trình này, giá thông báo vật liệu này, nhân công máy này, nhân công máy, chiết tính dự thầu, dự toán gói thầu vân vân liên quan thầu, dự thầu thôi. Đấy. Tôi bấm dự toán cho nhiều. Ví dụ giả sử giờ trường hợp dự toán mà tôi lại không cần tính nhân công, không có tính máy thì tôi bỏ cái phần đầu vào, phần nhân công, phần máy đi. Đấy, chúng ta thấy là nó mất các cái sheet đi rồi, đúng chưa? Đây nó hiện lên này, là máy hiện lên này, giờ tôi bỏ đi nó sẽ ẩn đi chúng ta thì nó gọn. Đấy, ví dụ bây giờ tôi không muốn phần hạng mục chung chẳng hạn, công trình của tôi không cần hạng mục chung chẳng hạn, tôi bỏ đi. Đấy, thì nó gọn như vậy, là cái đóng lại thì cái màn hình của chúng ta nó gọn, khi chúng ta di chuyển giữa các cái sheet chúng ta thấy là nó đỡ bị rối mắt. Đấy, thì cái chức năng của hiện ảnh bảng sheet là như vậy. Cuối cùng là thành phần công việc. Thì ví dụ như bây giờ chúng ta bấm F7 ở phím tắt nhé, thì nó sẽ hiển thị cái thành phần công việc ở đây. Đây, thành phần công việc. Nó giống như trong quyển sách đơn giá ấy, để chúng ta biết là thành phần công việc này là chuẩn bị này, như công tác thép AI6 này, chuẩn bị cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu cấu kiện trong phạm vi 30 m, kiểu như vậy. Đây cái nhóm AI61 đây. Đấy. Tương tự như vậy cái này, chúng ta nhấn F7 thì nó cũng hiện ra thôi.
Tôi vừa bấm bàn phím F7. Đấy, thì thành phần công việc là đây. Đó, công tác xây. Xây đã học thì chuẩn bị lắp, tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa. Đấy, xây kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đấy, vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức. Đấy. Đấy, chứ như vậy là ở đây thì cái công tác xây đá học này thì xây tường thẳng này thì là người ta tính cái vật liệu làm dàn giáo là tính trong định mức rồi. Đấy, cho nên là chúng ta không được tính một cái công tác là dàn giáo nữa. Đó, cho nên là như vậy là cái thành phần công việc này rất là quan trọng để chúng ta xác định được ấy, cái định mức của cái công tác này. Đây. Định mức này. Đấy, nó bao gồm cái gì rồi? Đấy, cho chúng ta. Rồi, như vậy là trong buổi học ngày hôm nay thì tôi đã hướng dẫn cho chúng ta toàn bộ cái ba nội dung là bảng tiên lượng là gì, phương pháp đo tiên lượng theo cái quyết định số 451 năm 2007 do Bộ Xây dựng công bố. Đây chính là một cái văn bản pháp lý và chúng ta sử dụng nó để mà đo bóc, là cái căn cứ pháp lý để giải trình sau này. Đấy. Và tôi đang dẫn cho chúng ta cái cách tra công tác, tra trên quyển sách đơn giá bằng giấy cho tỉnh công bố, cũng như là tra cho phần mềm dự toán, tra theo mã công tác này, ví dụ như là AF12314, hoặc là tra theo tên công tác, ví dụ như là xây tường MAC75 chẳng hạn, hay là bê tông MAC250 chẳng hạn, mà chúng ta không cần phải gõ có dấu, chúng ta chỉ cần gõ tiếng Việt nhưng mà không dấu cũng được. Đấy, cũng như là các cái hướng dẫn chúng ta đo bóc tiên lượng và đã có cái các cái chức năng tương ứng để chúng ta hỗ trợ trong cái việc là nhập tiên lượng. Vâng. Đấy, như vậy là cái phần hướng dẫn bài số 6 về bảng tiên lượng đến đây là hết. Tôi xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại ở bài số 7 là bảng phân tích vật tư. Đấy, cũng như là tôi rất mong muốn là chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau cho hết khóa học này. Đấy, để mục đích cuối cùng là chúng ta sẽ làm được dự toán, tính toán được một bộ hồ sơ dự toán công trình, tính toán được tổng đầu tư. Đấy, chúng ta đơn vị thi công thì chúng ta có thể là tính toán được một cái bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ đấu thầu, dự thầu. Đấy, và khi chúng thầu rồi chúng ta thi công, thì khi công xong công trình hay là thi công xong từng cái hạng mục công trình thì chúng ta sẽ làm hồ sơ quyết toán, thì chúng ta sẽ biết làm cái bộ quyết toán công trình như thế nào. Vâng, một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại.